Thưa quý vị, nhiệt độ giảm sâu, rét đậm rét hại ở một số địa phương những ngày tới khiến cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Các chuyên gia đã đưa ra những cảnh báo về vấn đề này ngay sau đây. Theo các chuyên gia y tế, nhiệt độ xuống quá thấp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người, nhất là trẻ nhỏ và người già, mắc bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi. Đặc biệt, người cao tuổi đột quỵ là chứng bệnh hay gặp trong những ngày trời lạnh, đặc biệt là người có bệnh nền. Bên cạnh đó, khi rét đậm, hạ thân nhiệt là biến chứng nguy hiểm nhất, gây ảnh hưởng xấu tới não bộ và có thể gây tử vong, thường gặp ở người già, trẻ em, người làm việc quá lâu ở ngoài trời lạnh. Trời rét còn gây cước chân, tay. Trường hợp cước nặng có thể gây mất cảm giác kéo dài hoặc suốt đời, thậm chí dẫn đến hoại thư, có thể phải cắt chi. Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm rét hại, tai nạn do sưởi than hay chở trẻ đi ngoài trời lạnh cũng dễ xảy ra. Vì thế, để đảm bảo sức khỏe, mọi người cần hạn chế ra ngoài trời khi nền nhiệt thấp, nhất là trong những ngày rét đậm rét hại. Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc ấm, đi găng tay, tất, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang. Cần chú ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu.